Ở độ tuổi ngoài 30, sau khi trải qua hàng chục những series playoff khác nhau, lần đầu tiên Kyrie Irving và Kevin Durant phải hít bụi từ những cây chổi sau khi nhiều lần đi quét dọn. Cuối cùng thì bộ đôi của Brooklyn Nets đã phải nếm trái đắng với thất bại 0-4 trước Boston Celtics. Trong game đấu thứ tư, mọi thứ tưởng chừng đã đứng về phía Brooklyn. Ngôi sao Kevin Durant trở về với đúng đẳng cấp vốn có với 39 điểm. Người theo kèm anh rát nhất Jason Tatum rơi vào foul trouble và dính lỗi cá nhân thứ 6 khi trận đấu còn hơn 2 phút nữa là kết thúc. Nhưng kể cả trong một ngày đoạt hiệu suất dứt điểm trên 50% và tỷ lệ ném 3 lên đến gần 40%, thầy trò Steve Nash vẫn không có nổi một lần dẫn trước trong suốt 48 phút thi đấu và chỉ có đúng 2 lần hòa điểm. Boston Celtics xứng đáng nhận được lời tán dương, kể cả khi đối thủ không có đủ 3 ngôi sao trên sân. Ben Simmons tiếp tục ngồi ngoài ở game 4 sau khi cảm thấy cái lưng đau của mình là không đủ để giúp ích cho các đồng đội. Hậu vệ người Australia chuyển đến Brooklyn và vẽ ra một tương lai sáng lạng về Big Three mới tại Barclays Center. Nhưng người hâm mộ Nets sẽ phải chờ đợi một tương lai xa hơn nữa, ít nhất là từ mùa giải năm sau. Trong khi ấy, các vị khách đã cho thấy tại sao họ lại không hề né tránh vị trí hạt giống số 2, dù điều đó khiến họ phải gặp một đối thủ mạnh ngay từ vòng 1 playoff. Quả không ngoa là hệ thống phòng ngự hiệu quả nhất giải đấu. Họ đã khiến cho Kevin Durant, siêu sao tấn công tưởng chừng như không thể cả nổi, tắt điện trong 3 game đầu tiên với hiệu suất ném 19 trên 52 và để mất bóng lên đến 17 lần. Tròn một con giáp kể từ lần cuối Durant nếm trải thất bại vòng 1 playoff và đây có thể là cái chổi khiến Brooklyn Nets phải thức tỉnh nếu không muốn tiếp tục lãng phí tài năng của bộ đôi Kevin Durant và Kyrie Irving. Trước mùa giải năm nay, người ta cho rằng Brooklyn Nets thực sự có cơ hội đăng quang khi sở hữu bộ ba tấn công xuất sắc bậc nhất và đáng sợ nhất NBA. Nhưng rồi đội chủ sân Barclays Center thậm chí còn chẳng được chứng kiến bộ ba này thể hiện sự phi thường ở mùa giải chính, khi họ chỉ chơi cùng nhau vỏn vẹn 2 lần trong năm. Irving vắng mặt non nửa mùa giải vì lùm xùm về việc tiêm chủng, Kevin Durant dính một chấn thương đầu gối không hề nhẹ, còn James Harden cho rằng hơn một năm là quá đủ để chịu đựng sự phức tạp trong tập thể Nets. Dứt áo ra đi để đánh cặp với Joel Embiid, Brooklyn phải cần đến một phong độ ấn tượng ở cuối mùa giải chỉ để đứng ở vị trí thứ 7 miền Đông. Kể cả lúc đó, nhiều người vẫn tin rằng Nets phải là ứng viên vô địch thực thụ. Durant và Irving cuối cùng cũng khỏe mạnh cùng nhau. Simmons có thể sẽ trở lại thi đấu và khi ấy Nets sẽ là một trong những đội bóng mạnh nhất tại NBA. Kết cục họ thua 0-4 ở vòng mở màn playoff. Hai ngôi sao lớn nhất ở bóng không thi đấu tốt, trong khi ngôi sao thứ 3 thì mất hút hàng lượn, thậm chí đến tập luyện cũng vắng mặt. Một cái kết buồn và gây sốc đối với những ai thực sự tin tưởng vào đoàn quân huấn luyện viên Steve Nash. Đội bóng của tỷ phú Thái Sùng Tín nổi lên như một ứng viên hạng nặng cho chức vô địch, ngay cả khi siêu sao số 1 của họ thậm chí còn chưa thể đi lại bình thường. Mùa hè 2019, Brooklyn đem về hai siêu sao hàng đầu NBA ở thời điểm đó và ngay lập tức trở thành đội bóng số 1 tại New York. Gần 2 năm sau đó, Brooklyn cần làm nên một thương vụ gây sốc hơn nữa, ấy là chiêu mộ James Harden. Với hai cựu MVP trong đội hình bên cạnh một trong những hậu vệ dẫn bóng xuất sắc nhất giải đấu, thế lực của Nets là không phải bàn cãi, nhưng rốt cuộc thì họ cũng phải nhận ra một sự thật, chiến lược này không thể đem về ngôi vô địch, thậm chí nó còn chẳng thể đưa họ vào tới chung kết miền. Đã có được bộ ba siêu sao hàng đầu NBA, Brooklyn Nets đã phải chia tay với những role player giỏi như Jarrett Allen, Caris LeVert, những cái tên góp công lớn vào thành tích tiến tới vòng playoff 2020 trong bối cảnh thiếu cả Durant lẫn Irving. Bên cạnh đó, họ còn mất đi tới 7 lựa chọn đáng giá tại NBA Draft. Chiến lược được ăn cả ngã về không như thế này chắc chắn không hề xa lạ đối với chính họ. Brooklyn từng vứt đi tất cả để sở hữu bộ đôi siêu sao Kevin Garnett và Paul Pierce trong quá khứ, để rồi bị vùi dập trong cả một thập kỷ khi những ngôi sao của mình dính chấn thương. Còn những lượt pick đầy tiềm năng thì rơi vào túi của Celtic. Chắc hẳn ai cũng phải suýt xoa khi chứng kiến Jason Tatum khóa chặt Kevin Durant như thế nào ở vòng 1 playoff năm nay, và Boston đã có được ngôi sao này nhờ vào chính lượt pick nằm trong tay của Nets. Trong khi đội chủ sân TD Garden đứng trước tương lai rạng ngời với sự tiến bộ không ngừng của Tatum, thì Brooklyn một lần nữa lại nhận quả đắng từ chính sách chuyển nhượng liều lĩnh của mình. Với 3 siêu sao đắt giá, Brooklyn gần như đã tiêu xài hết quỹ lương và phải mang về một loạt những cầu thủ già nua, lương thấp về để lấp đủ chỗ trống. Nhưng Andre Drummond, Blake Griffin hay là Marcus Aldridge tưởng chừng như sẽ tạo ra một super team mới tại Barclays Center, hóa ra chỉ mang lại mỗi cái mark all-star không hơn không kém. Cầu thủ chơi tốt thứ 3 của họ cuối cùng lại là Seth Curry, dù ném 3 điểm rất giỏi nhưng chưa bao giờ được coi là sao số và khoác áo 7 câu lạc bộ khác nhau trong 7 năm qua. Chắc hẳn KD đang rất nhớ quãng thời gian thi đấu cùng anh trai Seth, thời điểm khoác áo Golden State Warriors chơi bóng bên cạnh Steph Curry, Draymond Green và Clay Thompson. Durant đã trải qua quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ 2 lần giành danh hiệu MVP sẵn sàng nhường đất để KD tỏa sáng với 2 danh hiệu Final MVP trong 2 năm vô địch. Draymond Green gánh vác nhiệm vụ phòng ngự, đồng thời sẵn sàng sốc lại tinh thần cho Durant, kể cả khi cách làm ấy có gây sốc đến thế nào. Tinh thần tập thể ấy ở Golden State ngày ấy trở thành một điều xa xỉ tại Brooklyn. Hãy nhìn lại những đồng đội siêu sao của Kevin Durant, Kyrie Irving sẵn sàng bỏ tập, bỏ cả thi đấu vì cảm thấy dị ứng với những quy định phòng dịch giúp bảo vệ mạng sống của người khác. James Harden chưa bao giờ hòa nhập được với tập thể tại Barclays Center và Ben Simmons thì khó có thể bào chữa cho những gì mình đã làm. Trong lúc đồng đội cũ Joel Embiid sẵn sàng gánh vác Sixers với cái tay đầu thì Simmons lại rút lui như một kẻ hèn nhát khi chứng kiến đội nhà để thua 3 game đầu tiên. Những siêu sao đã như vậy, phần lớn còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn. Brooklyn hiện tại trông chẳng khác mấy so với Los Angeles Lakers khi những lão tướng chẳng đóng góp được mấy, phần còn lại thì không đủ sức cáng đáng thành tích trong một hệ thống không phù hợp với họ. Kỷ lục 10 quả ném phạt trượt liên tiếp của Nick Claxton cho thấy Nets đã thiếu đầu tư ra sao về phần còn lại của đội bóng. Thất bại 0-4 ngay tại vòng 1 là một kết quả gây sốc, nhưng sẽ là cây chổi cần thiết để Brooklyn Nets nhìn lại chính mình. Họ sở hữu hai siêu sao tấn công hàng đầu NBA nhưng đều đã bước sang độ tuổi băm và dễ chấn thương. Ngôi sao còn lại của họ, Ben Simmons, thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn nữa cả về thể chất và tinh thần. Nhìn về toàn bộ cục diện, Brooklyn Nets quá thiếu cân bằng. Những cầu thủ giàu sức mạnh thì đã hết thời và gần như chỉ còn chờ ngày giải nghệ. Những cánh én nhỏ nhoi như Patty Mills hay là Seth Curry thì quá thiếu sức mạnh về thể chất để bù vào những hạn chế về mặt phòng ngự của toàn đội. Những mảnh ghép số 4, 5, 6, 7, 8 của Brooklyn hoàn toàn không thể so sánh được với những đối thủ cùng miền như Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers hay thậm chí là cả Toronto Raptors. Nets đã quyết định đi theo con đường giống như Lakers và phải nhận một cái kết cay đắng không khác mấy so với đội bóng ở bờ Tây nước Mỹ. Dấu hỏi lớn vào thời điểm này dành cho Brooklyn Nets là họ có thể làm gì để cải thiện tình cảnh hiện tại. Đáp án đã được chính đối thủ Boston Celtics bày ra, nhưng không hề dễ để bấm nút Ctrl+C và dán vào bài thi của mình. Quỹ lương mùa tới của Nets vẫn chứng kiến Durant, Simmons và có thể là cả Irving chiếm một phần lớn. Với số tiền ít ỏi còn lại, không dễ để họ thuyết phục được những cầu thủ tốt trên thị trường chuyển nhượng tự do. Họ vẫn còn một số lượt pick đem về từ vụ trade Harden, nhưng kể cả khi sẵn sàng vứt đi cả tương lai thì chừng đó vẫn là quá ít để Brooklyn tạo nên một đội hình mới cân bằng, có chiều sâu mà không phải hy sinh những ngôi sao đang có. Có quá nhiều việc mà ba lãnh đạo của Nets phải làm, còn thời gian của Kevin Durant đang ngày càng ít đi. Anh sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 9 này cùng với một cái gót asin không lành lặn. Những chấn thương đầu gối dài hạn trong hai mùa giải gần nhất cho thấy cơ hội của KD để giành thêm một chiếc nhẫn vô địch nữa đang nhỏ đi như thế nào, và nó cũng cho thấy Golden State Warriors quan trọng đến thế nào với di sản đồ sộ của anh. Durant từng vô địch cùng Stephen Curry và Steve Kerr. Bây giờ anh sẽ phải học cách nâng cúp bên cạnh Seth Curry và Steve Nash để có thể khẳng định bản thân đủ sức thành công mà chẳng cần đến đội bóng cầu cổng vàng.